Nhân tố quyết định thành công của Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhờ sự lãnh đạo nhất quán, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi luôn hành động theo quan điểm dân là gốc, đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu tối thượng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng của chúng tôi đã khẳng định: Việt Nam xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ. Nhà nước pháp quyền Việt Nam là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì lẽ đó, mọi quyết sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đều phải đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm.